đen đó. Dụ cho cá nhỏ ra. Cá lớn nó còn nhóc. Dụ cho nó còn da nhỉ. Cá lớn nó còn nhóc. Dụ cho cẩn thận nó còn được nó mặt chạy. Nhiều về luôn. Lưng mình ra hết. Lúc này đặc luôn á. Mình dụ cá linh ra hết. Anh dụ cái mẻ này nhiều cá linh này dụ ra. Ở trên nó còn trên bảng. Đây nó không có đứng đi. Thì sao có cái đầu trắng rồi nữa. Hãy
nhiều bác mến. Mình nghĩ rằng thật à, không đuôi rắn lại đang mất tiêu rồi, kiếm không thấy, nó không bỏ đâu. Nên nó bỏ cái bao kia đi. Bỏ bao chết. Để lên hẳn lại. À, cái này gần rồi. Đó là một cái con. Ê à, cái gì vậy? Hai. Nó quá ngành được đập. Đập vào trọng. Cái gì con kia tôi mang chạy. Vứt xuống. Dính một cái nó giật ra. Nó này nó chạy ngoài. Đừng thân thân nhỉ. Anh nén đứng đi xuống à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Được rồi, con cá mè danh nè. Cái gì mà câu lại đây chứ.